sáng ngày 17 tháng 1, Ban Thường trực, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Phú tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quyền. Ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Quỹ, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh An Giang. Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyền Quỹ, cùng đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo các xã trấn và 30 hộ dân đến tham dự. Theo đó, 30 căn nhà đại đoàn kết được cấp cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 11 xã trấn trong toàn huyện được khởi công từ tháng 10 năm 2023. Đến nay đoàn thành và đưa dân vào ở. Mỗi căn trị giá từ 60 đến 100 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện 2 tỷ 024 triệu đồng. Trong đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Giang hỗ trợ 1,5 tỷ đồng còn lại 524 triệu đồng cho địa phương vận động và gia đình đóng góp thêm. Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, ông Nguyễn Thiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng các hộ gia đình có căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các hộ gia đình cố gắng làm ăn, nuôi dạy con cháu học tập, có nghề nghiệp ổn định và vươn lên thoát nghèo bình vững. Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Văn Thao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Á Phú, chân thành cảm ơn sự quan tâm của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đơn vị nhà tài trợ đã cùng với Quỹ Ấp Phú thực hiện tốt công tác sinh xã hội tại địa phương.